Rồi, mình xin chào tất cả mọi người. Mình mới đi làm về thì hôm nay cũng rảnh rỗi, mình sẽ đi một vòng trong khu công nghiệp ở chỗ gần công ty mình nè. Mình chia sẻ với mọi người coi khu công nghiệp ở bên Hàn có giống ở Việt Nam mình không nha. Xin mời mọi người đi với mình. Bây giờ 6 giờ, gần 6 giờ đó mọi người. Nhưng mà do mùa hè đó mọi người nên còn rất là nắng luôn. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng quanh khu công nghiệp này, rồi sau đó mình sẽ đến phòng tập gym, là tập phòng tập thể hình đó mọi người. Phòng tập thể hình này hoàn toàn miễn phí, dành cho anh em công nhân trong khu công nghiệp này là mọi người. Sau khi làm việc xong mình có thể đến phòng tập để mình tập, nhưng mà mình thì chẳng bao giờ đến hết á, vì làm xong lúc tan ca là đuối hết rồi nên không còn sức đâu mà để đến phòng tập. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng nha, mời mọi người đi tham quan khu công nghiệp với mình. Đây, phía trước mặt mình là cái phòng tập gym đó mọi người. Để mình đến mình chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ đậu xe cái đã. Giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người. Thì ở đây khi nào mình đến á, mình sẽ lấy chìa khóa họ bỏ trong cái hộp hộp thư trong đây nè. Mình sẽ mở cửa thôi, mình vào thôi. Khi nào xong hết thì mình ra mình tắt đèn. Tắt đèn, tắt quạt mình về. Đó. Đây là phòng tập gym ở trong khu công nghiệp đi, nói chung là khu công nghiệp đi, nên mình làm việc đó mọi người. Thì ở đây có máy máy điều hòa luôn cho mình bật lên cho nó mát mẻ mình tập. Thì độ 29 độ đây được. Đây có máy chạy bộ nữa nè mọi người. Máy chạy bộ. Rồi cái này tạ tay. Cái phòng này là hoàn toàn miễn phí nha mọi người, không có thu tiền. Cũng đã đến đây rồi, bây giờ mình sẽ chạy bộ một chút xíu rồi mình sẽ về thôi, chứ đến đây rồi không làm gì thì cũng buồn. Bây giờ mình sẽ lên máy chạy bộ đi, còn những cái tạ đó thì tập đau mình lắm. Hồi xưa mình cũng có tập nhưng mà bỏ lâu quá, bây giờ tập ở đau mình lắm. Bây giờ mình chạy bộ xương xương đi.
lâu rồi phải dục, mới chạy có xíu mệt quá. Khi mình tập xong á mọi người, ở trong đây có phòng tắm luôn, mình tập xong mình nghỉ ngơi xíu mình sẽ vô đây mình tắm, có toilet thì mình tắm luôn nó. Nhưng mà không có xà phòng mình phải đem theo đây, có dồi sen tắm luôn. Có một chút chia sẻ cho mọi người về cái phòng tập gym miễn phí ở trong khu công nghiệp đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Có cái bác người Hàn đang tập đây.